Châu Yên kính chào lại tất cả các quý vị mến thương. Chủ đề chính của ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói về bầu cử của Đài Loan. Bầu cử Đài Loan nó đã sắp đến vài ngày nữa thôi. Và định mệnh của đất nước Đài Loan nó sẽ như thế nào? Và cái bầu cử này nó có được suôn sẻ hay không? Và chúng ta sẽ tìm hiểu sâu sắc hơn cái sự áp lực của chính phủ Đài Loan bây giờ với cái bối cảnh bầu cử và cái sự đe dọa của Trung Quốc càng ngày nó càng lớn. Và Trung Quốc họ đang có cái mưu đồ gì với cái đảo Đài Loan? Về cái vực mà họ cho là thống nhất đối với Nguyên, đó là cái vấn đề xâm lược. Trung Nguyên nói thẳng một câu, Đài Loan từ đó tới giờ chưa bao giờ là Trung Quốc hết. Và cái điều này rất là nhiều người nhầm lẫn. Đúng, có rất là nhiều người gốc Hoa nói tiếng Hoa ở Đài Loan, nhưng bản chất cái đảo Đài Loan, cái cốt lõi đảo Đài Loan chưa bao giờ là của Trung Quốc. Và trong lịch sử, cả hàng ngàn năm lịch sử, Trung Quốc chỉ có chiếm đảo Đài Loan chỉ có mấy chục năm thôi. Nên chúng ta đừng bao giờ ngộ nhận cái điều đó, và điều đó là cái truyền thông nó dễ làm chúng ta sai lầm. Vì bởi vì chúng ta nghĩ là cái đất nước đó ai cũng nói tiếng Hoa, vậy cái đó là Trung Quốc. Không. Giống như ở tại Quebec ai cũng nói tiếng Pháp, cái đó là của Pháp. Không. Và cái điều đó chúng ta phải hiểu rõ được, và có nhiều người nhầm lẫn, và cái điều đó đã dẫn đến cái sự việc ngộ nhận. Nó làm ảnh hưởng rất là lớn đến cái tuyên truyền về vấn đề bầu cử ở tại Đài Loan và cần thiết phải đính chính. Nhưng mà trước khi đến cái chủ đề chính thì bữa nay Nguyên đi một cái chương trình đặc biệt và Nguyên sẽ dẫn các vị một bản tin nó cũng vô cùng đặc biệt và đưa các quý vị đi rất là xa. Các quý vị sẵn sàng đi xa chưa? Đi cái chuyến du lịch này nó xa vô cùng. Bây giờ các quý vị đang đứng thì ngồi đi, xích beo vào. Xích beo vào, ngồi nó chắc, vì Nguyên sẽ đưa các quý vị đi một bản tin khá xa. Thường thì các quý vị cũng biết là trong cái diễn đàn này thì chúng ta nói bản tin Ukraine, Nga, Trung Đông, Mỹ, Việt Nam, đúng không? Bữa nay Nguyên đi xa, đi các quý vị lên tới Cung Trăng luôn. Bữa nay mình đi thăm chị Hằng, tuốt ở trên Cung Trăng trước, rồi chúng ta đảo lại trái đất. Đảo lại trái đất nên là chuyến đi này nó hơi xa nên các quý vị phải tận trọng. Chúng ta không đi máy bay, cỡ này máy bay quá trục trặc, cỡ này máy bay nó không an toàn. Vì vấn đề mà máy bay gớt cửa, máy bay bị nứt, máy bay bị tai nạn, nghe nhiều tin máy bay quá chúng ta cũng sợ. Chúng ta đi du thuyền các quý vị, du thuyền vũ trụ. Bản tin đầu tiên muốn chia sẻ các quý vị đó là sau 50 năm, nước Mỹ đã quay trở lại khám phá mặt trăng. Và các quý vị còn nhớ cái ngày đầu tiên không? Bởi vì cái tuổi của Nguyên không phải là cái tuổi đó thì Nguyên không biết, không biết mấy bác nào mà ở cái tuổi lớn đó. Thì cái lần đầu tiên của đất nước Mỹ khám phá mặt trăng đó là ngày 21 tây tháng 7 năm 1969. Đó là cái lần đầu tiên nhất. Mà Nguyên nghĩ các quý vị cái đặt cái tâm trạng, cái hình dung những mấy bác ở thời điểm đó. Khi lúc đó cái sự văn minh của chúng ta nó có vẫn chưa có phải là vượt bậc giống như ngày hôm nay. Khi lúc đó chúng ta nghe nó, trời ơi, có người bỏ chân xuống mặt trăng. Wow! Khi lúc đó cái mặt trăng nó rất là thân thiện với chúng ta, nó rất là quen thuộc với văn hóa người Việt Nam chúng ta. Ai mua trăng tôi bán trăng cho, trăng chúng ta còn bán mà. Rất là nhiều những cái truyền thống nhân gian, ngày 15 trăng rằm, rất là nhiều thứ, nó rất là gần gũi nhưng nó rất là xa xôi. Và mặt trăng nó cũng có là một cái sự tâm linh. Có nhiều đạo giáo họ thờ tụng mặt trăng. Và khi cái ngày 21 tây tháng 7, cho Nguyên nhắc lại, ngày 21 tây tháng 7 năm 1969, Apollo 11 đó đã đáp xuống, đã làm cho cả thế giới thời điểm đó mấy tỷ người. Tất nhiên là thời điểm đó cái công nghệ nó chưa được tân tiến, không phải quốc gia nào cũng có những cái thông tin và truyền thông. Cả thế giới phải nói là sửng sốt. Tất nhiên tiếc thay là Nguyên không có sinh vào cái thời điểm đó, nên là Nguyên cũng không biết được cái cảm nhận nó như thế nào. Đặc biệt là cái giai đoạn mà cái công nghệ nó vượt bậc. Các quý vị nào đã coi trực tiếp, có bác nào đã được cơ hội may mắn trong lịch sử của nhân loại đã trải qua cái bước đầu tiên nhân loại đã đi qua khỏi trái đất, có một bác. Bác là nhân chứng của lịch sử. Chắc là cái giai đoạn hai bác. Ờ, có nhiều chứ, thấy nãy giờ cũng 4-5 bác đã trải qua cái nhân chứng, cái lịch sử. Đó là lần đầu tiên.
Thì mấy bác đã là những cái người đã trải qua cái giai đoạn mà Nguyên nói là vượt qua một cái trang lịch sử mới, là những người nhân chứng của lịch sử sống. Và cái tâm trạng đó chúng ta không cảm nhận được bây giờ. Cái đợt thứ hai đó là vào ngày 12 Tây tháng 12 năm 1972. Đó là lần thứ hai mà lúc đó cái hình ảnh nó rõ hơn. Nó rõ hơn, người ta thấy đầu người lên mặt trăng nó nhảy kìa nhảy kìa nhảy kìa nhảy kìa nhảy. Thì đây là lần hai lần mà Mỹ đã khám phá mặt trăng. Và sau 50 năm. Sau 50 năm. Rất là dài các quý vị. Dài đằng đẵng, sau 50 năm. Sau lần cuối cùng là ngày 12 Tây tháng 12 năm 1972 thì Mỹ mới phóng lên trên không trung một lần nữa. Và nó phóng ở tại thành phố Florida đó. Và nó sẽ đáp xuống mặt trăng. Theo cái trình tự nó đáp xuống mặt trăng, đặc biệt là ngày 23 Tây tháng 2. Nó sẽ đáp xuống mặt trăng ngày 23 Tây tháng 2, cũng gần ngay trong cái ngày sinh nhật mà Putin xâm lược Ukraine. Ngày Putin xâm lược Ukraine là ngày 24 Tây tháng 2. Đợt này thì không phải là người đáp xuống, là máy móc đáp xuống thôi. Thì tại sao Mỹ phải mất 50 năm mới quay trở lại vấn đề đến mặt trăng? Vì thực tế thì đến mặt trăng thì người ta đi khám hiểm nhưng cũng chẳng có lọc được gì. Kinh phí tốn kém thì rất là nhiều các quý vị. Kinh phí tốn kém thì rất là nhiều để mà có thể bắn lên một cái viên quy thùy như vậy lên mặt trăng. Nó tốn kém khủng khiếp, nhiều khi cả trăm mấy tỷ Mỹ Kim. Nhưng mà cái lợi nhuận thì cũng chẳng được bao nhiêu. Nên là từ lúc đó người ta không đầu tư vào, không đầu tư vào nhiều. Sau 50 năm. Và tại sao Mỹ bây giờ quay trở lại? Đó là thời liên quan đến cựu tổng thống Donald Trump. Sau khi cái thời cựu tổng thống Donald Trump nắm quyền thì ông ta đã nghe nhiều tin đến từ Trung Quốc là Trung Quốc sẽ bắn rất là nhiều phi thuyền lên mặt trăng và Trung Quốc sẽ khai thác trên mặt trăng. Thì cựu tổng thống Trump ông ấy nói: "Ê, mặt trăng là tao bắn trước, tụi bay đừng có lên giành. Ê, tụi tao bắn cách đây 50 năm về trước rồi. 50 năm về trước là tụi tao đã bắn lên rồi, chúng ta đã cắm lá cờ Mỹ lên chển rồi, tao giành trước rồi. Bây giờ tụi bay lên, tụi bay giành không được." Là bởi vì ông Trung Quốc, ông muốn cạnh tranh và Trung Quốc muốn phô trương rằng là cái công nghệ của Trung Quốc đã bắt đầu gượt kịp Hoa Kỳ. Và công nghệ của Trung Quốc có thể đến mặt trăng, đặc biệt là năm 2024, sẽ rất là nhiều lần chứ không phải là một lần. Và bởi vì như vậy, nên là thời điểm đó cựu Tổng thống Donald Trump, ông ta nói: "Ê, cái này là của tao, cái này là của tao." Nên cựu Tổng thống Donald Trump đã thúc đẩy cái vấn đề tiếp tục khai thác về mặt trăng. Và nhờ cái sự nỗ lực với 4 năm với quyền của cựu Tổng thống Donald Trump, và ngày hôm nay chiếc phi thuyền đã bắn lên và cả thế giới đang theo dõi. Nó đáp được xuống an toàn hay không thì chúng ta chưa chắc. Vì tới ngày 23 Tây tháng 2 nó mới đáp, bữa nay nó mới bắn thôi. Mà tới ngày 23 Tây nó mới đáp xuống. Nó đáp được một cách an toàn hay không thì không rõ. Nhưng cái hợp đồng, đây là một cái công ty của chính phủ với tư nhân hợp tác. Với cái hợp đồng nó lên tới 108 tỷ Mỹ Kim. Các người phải biết là cái sự tốn kém kinh phí nó khủng khiếp cỡ nào. Qua cái nỗ lực nhiều năm của đất nước Mỹ mới bắn như vậy được. Thì trong một cái sự việc như vậy, nó đã làm cho cả thế giới sửng sốt. Và Trung Nguyên nói rằng là trên thế giới này chỉ có 4 quốc gia duy nhất mà thôi. Hiện bây giờ chỉ có 4 quốc gia duy nhất trên thế giới này có đủ khả năng có những cái công nghệ bắn lên mặt trăng. Nhất Mỹ, hai Liên Xô cũ chứ không phải là Nga bây giờ nha. Liên Xô cũ, 3 Ấn Độ, 4 Trung Quốc. Hiện bây giờ chúng ta có mấy trăm quốc gia trên thế giới, nhưng đơn giản chỉ có 4 quốc gia duy nhất trên thế giới này có đủ khả năng công nghệ bắn phi thuyền lên mặt trăng. Nó không đơn giản như các quý vị nghĩ đâu. Nó rất là gần gũi chúng ta đó, nhưng mà muốn đạt đến cái trình độ này nó rất là khó khăn.
Hiện bây giờ chỉ có 4 quốc gia duy nhất trên thế giới có thể đủ khả năng làm điều đó mà Nguyên mới vừa nêu lên, mà Nga đã lâu lắm rồi, đơn độc với Nga chưa có bắn. Nga bắn trong thời Liên Xô cũ, trong cái thời cạnh tranh công nghệ giữa Nga và Hoa Kỳ. Nhưng bây giờ thì lâu lắm rồi Nga không có bắn. Sau 50 năm Mỹ đã quay trở lại chinh phục mặt trăng. Vậy mặt trăng là của ai? Thực tế cũng chẳng phải là của ai hết. Tuy rằng Mỹ là người đầu tiên đặt cái lá cờ trên mặt trăng thật, phải thừa nhận điều đó, chúng ta không có thể che lấp lịch sử được. Nhưng theo hiến pháp và luật pháp của thế giới, nó không có nghĩa là Mỹ đi trước là mặt trăng là của Mỹ. Cái may mắn thay ông Mỹ không giống như ông Trung Quốc. Ông Trung Quốc ổng ăn bừa nói bậy, cũng giống như Biển Đông vậy đó. Ê, tổ tiên tao văn minh trước, tổ biên tao biết đóng tàu trước, tổ tiên tao đi tham quan trước, tao đi trước là của tao. Nếu mà chúng ta dùng cái lực rừng của Trung Quốc thì nguyên cái mặt trăng là của Mỹ. Nếu mà chúng ta nói cái kiểu đó là tôi là người đi khai thác trước, tôi cắm cái lá cờ trước, đó là của tôi, thì cái kiểu đó thì ai nói cũng được các quý vị. Nhưng theo luật pháp thì mặt trăng không thuộc về của ai cả, đó là của chung. Và ai cũng có quyền khai thác, ai cũng có quyền đi thí nghiệm. Không phải là Mỹ đi trước là của Mỹ, đó là theo luật lệ quốc tế. Nhưng Mỹ cũng không để thua kém những cái quốc gia khác, đặc biệt là những cái quốc gia gần đây thường xuyên bắn lên mặt trăng trong tương lai nha, Trung Quốc và Ấn Độ. Và đặc biệt hơn nữa, trong đất nước Mỹ có một cái tập đoàn đang cạnh tranh với chính phủ Mỹ, mà các quý vị biết là ai rồi đó, đó là ông tỷ phú Elon Musk. Tỷ phú Elon Musk thì chắc là nhiều tiền quá, nên là ông tỷ phú Elon Musk ông đã đưa ra cái kế hoạch đầu năm 2024 ông sẽ bắn ít nhất là 3-4 cái gì đó lên mặt trăng. Ông có nhiều tiền quá, không biết chuyện gì làm nên ông nghĩ là tốn cho nó bớt tiền, nên là ông sẽ ý định để bắn lên mặt trăng 3-4 cái gì đó, 3-4 lần gì đó trong năm đầu năm 2024 này nè. Đó là cái ý định của ông tỷ phú Elon Musk. Và ông có bắn được thành công hay không chúng ta vẫn chưa rõ. Nhưng mà cái chuyến bay mà của Mỹ đi khám phá mặt trăng ngày hôm nay, tất cả báo chí trên thế giới đã chia sẻ. Và sẵn tiện đây là một cái vấn đề của lịch sử, và cũng là một cái trải nghiệm và những cái thông tin nó có liên quan đến khoa học, thì sẵn tiện Nguyên chia sẻ trong diễn đàn. Và nó cũng là một cái giai đoạn phát triển của nhân loại, và nó cần thiết để chúng ta bổ sung vào, để chúng ta biết được cái sự việc. Mà chúng ta phải nhớ, ở Mỹ cũng nhờ bắt chung nhà ta mới có cái cuộc bắn ngày hôm nay. Đó là báo tin đầu tiên mà Nguyên thấy đang được sự lên tiếng khá nhiều. Báo tin thứ hai sẵn tiện liên quan với Mỹ rồi, báo tin thứ hai cũng khá là quan trọng. Các quý vị có biết cách đây 1-2 ngày thì Nguyên đã chia sẻ với cô chú và anh chị em là cái sức khỏe của ông Austin, đó là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Hoa Kỳ đó, đang nhập viện. Các quý vị cũng biết rồi đó, Nguyên đã chia sẻ cách đây 1-2 ngày. Tin nó khá nóng. Và bây giờ thì chính trị Mỹ đã gặp ra một cái sự khó khăn, đó là cái sự không minh bạch về tình trạng y tế của ông. Lý do tại sao? Vì ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Hoa Kỳ là một cái người đang giữ cái chức vụ vô cùng quan trọng. Thứ hai nữa, với cái bối cảnh kinh tế chính trị ngày hôm nay nó khá là phức tạp. Các vị cũng biết là chúng ta ở trong một cái giai đoạn mà thế giới có thể xảy ra chiến tranh bất cứ lúc nào, đặc biệt là Hoa Kỳ. Hoa Kỳ phải vấn đề ở tại Trung Đông, Hoa Kỳ đã có sự can thiệp khá mạnh. Vấn đề ở tại Ukraine, vấn đề ở tại Đài Loan. Thì những vấn đề này đó là những cái vấn đề mà Hoa Kỳ phải có một cái vai trò, và nước Mỹ có thể xảy ra chiến tranh. Khi lúc đó cái người mà kêu lãnh tụ tối cao của lực lượng quân đội thì lại ngã bệnh. Thì bệnh thì chuyện bình thường, không ai nói gì, như ổng bệnh nặng, ổng vô cứu cấp. Phải nói là ổng bệnh nặng, ổng vô cứu cấp, chứ không phải là ổng ngã bệnh rồi ổng nhập viện rồi vài tuần sau thì không ai nói gì. Ổng vô cứu cấp. Khi cái sức khỏe và y tế của ổng không biết tốt hay là xấu thì báo chí nó đã hỏi, thì Ngũ Giác Đài và Tòa Bạch Ốc đã không trả lời.
Và cái điều đó người Mỹ họ không chấp nhận được. Đối với người Mỹ, đây là cái sự sai phạm nặng nề, đó là một sự thiếu minh bạch khi tình trạng đất nước Mỹ đang ở trong giai đoạn lâm nguy. Và khi không báo cáo cái tình trạng sức khỏe của một nhà lãnh tụ, họ không chịu được. Nước Mỹ nó khác như nước Việt. Nước Việt mình thì những nhà lãnh tụ là cái gì cũng giấu hết. Gia đình giấu, con giấu, tài sản giấu, nhà cửa giấu, sức khỏe giấu. Nhưng ở nước ngoài thì hoàn toàn khác. Nhà lãnh tụ phải minh bạch, cái gì cũng phải minh bạch. Mỗi năm mấy ông tổng thống già là phải đi khám sức khỏe, rồi phải báo cáo cái sức khỏe đó cho toàn dân biết. Thì cái này cũng vậy. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đang giấu giếm về vấn đề y tế, không chấp nhận được. Nên ngày hôm nay thì đã bị chỉ trích nặng nề. Phải nói là báo chí nó tấn công Ngũ Giác Đài, nó tấn công Tòa Bạch Ốc rất là nặng nề. Nó cho đây là cái hành động không khác biệt gì là cái hành động dẫn đến cái sự sai lầm lớn, và đất nước Mỹ đang lâm nguy và chính phủ đã không làm đúng theo cái bổn phận và hiến pháp của Hoa Kỳ. Nên là tình trạng sức khỏe của ông Lloyd Austin nếu là như vậy là khá nghiêm trọng. Khá nghiêm trọng. Nếu không nghiêm trọng thì giấu làm gì? Các quý vị phải hiểu điều đó. Không nghiêm trọng thì cần gì phải giấu? Đã không nghiêm trọng thì công bố đi. Mà tại sao họ giấu? Thì tất nhiên là chắc có những cái vấn đề gì đó mà làm cho họ không thể nào mở lời được. Nên đây là cái bản tin tại Hoa Kỳ về vấn đề sức khỏe của ông Lloyd Austin đang làm mưa làm gió. Mà đối với Nguyên, đó là hai bản tin nóng nhất của Hoa Kỳ. Còn vấn đề bầu cử thì bữa nay cũng không có cái gì quá nổi bật. Vấn đề mà cáo buộc qua, cáo buộc lại, đổ lỗi cho cựu Tổng thống Trump, rồi bịa đặt vấn đề này, bịa đặt vấn đề kia thì quá thường xuyên rồi. Nó không có cái gì đặc biệt. Cho Nguyên ngừng chính trị ở tại Hoa Kỳ và chúng ta chuyển sang qua bản tin Trung Đông. Trung Đông bữa nay nóng vô cùng. Các quý vị cũng biết là Trung Đông rất là nóng. Có một bản tin đồn, Nguyên không biết có thật hay không nha, bản tin đồn liên quan đến cái tổ chức Houthi ở tại Yemen và cũng gián tiếp liên quan với Mỹ. Một bản tin đồn được loan tả ra rất là nhiều tờ báo lá cải, Nguyên dùng lá cải bởi vì nó không có sự xác thực, là tin đồn cho rằng là Mỹ chuẩn bị đưa ra cái chiến lược tấn công và tổ chức Houthi ở tại Biển Đỏ. Trước sau gì cái vấn đề mà nếu cái tổ chức này nó vẫn tiếp tục thì thế nào, Nguyên đã nói với mày, thế nào cũng có chiến tranh thôi. Nhưng mà Nguyên không ngờ Mỹ là người dẫn đầu. Nếu mà cái bản tin kêu là Mỹ chuẩn bị đưa ra cái kế hoạch tấn công thì cái này thì mình không chắc, vì thường Mỹ dù có làm đi nữa không bao giờ họ báo cáo trước. Không, họ đánh là phải đánh phủ đầu, đánh là kẻ địch bất ngờ, chứ không bao giờ họ ê tao bắn chỗ đó nha, thì không thể được. Thì đây là cái báo cáo là Mỹ đã bắt đầu vẽ ra cái kế hoạch, và Mỹ là cái quốc gia đầu tiên sẽ săn lùng tụi khủng bố Houthi ở tại khu vực Biển Đỏ. Thì Nguyên cũng chưa rõ, hiện giờ đầu tiên là Nguyên nghĩ là Pháp, và bây giờ thì Nguyên cũng không biết là phải Pháp hay là Mỹ. Nhưng mà đây là bản tin ngày hôm nay đã có loan tả ra rất là nhiều tờ báo lá cải, mà khổ là Nguyên báo nào Nguyên cũng phải đọc. Cái đó là Nguyên báo nào nước nào cũng phải đọc, báo lá cải cũng phải đọc, báo Nga cũng phải đọc, Blogger Nga cũng phải theo dõi, báo Việt Nam cũng theo dõi, Blogger Việt Nam cũng phải theo dõi. Báo nào Nguyên bắt buộc phải nghe ba chiều, chứ Nguyên không thể nghe một chiều được. Vì nếu Nguyên nghe một chiều thì cái nhận định của Nguyên với thông tin của Nguyên nó sẽ không chính xác cho các quý vị. Nguyên phải nghe đa chiều, nên là khổ là báo nào Nguyên cũng phải đọc qua. Thì Nguyên vẫn không khẳng định được, vì Nguyên đã có thử những cái bản tin của Ngũ Giác Đài, của Tòa Bạch Ốc, thì chưa có một cái dấu hiệu nào Mỹ sẽ tấn công Yemen hết. Cái điều đó thì Nguyên chưa thấy. Nhưng mà nó đã có nhiều bản tin loan tả cả như vậy. Ngoài ra thì vấn đề ở tại Trung Đông, cái vấn đề gì lớn nhất ngày hôm nay? Thứ nhất có hai vấn đề lớn. Ông trùm lãnh đạo chuột cống ở miền Bắc Gaza
đã được đi vé máy bay miễn phí đoàn tụ ông bà. Có nghĩa là người lãnh đạo tại Gaza, nói chung chung người lãnh đạo chuột cống ở tại khu vực đã đi rồi. Mà các quý vị biết không? Đừng nói chùm chuột cống ở tại Gaza, chùm chuột cống cái tổ chức Hamas nó còn bị đi mà. Cái ông đứng thứ hai đó, ông đi rồi mà. Đó, khi một ông chùm nữa đã đi, có nghĩa là bây giờ chuột cống không có người lãnh tụ. Chuột cống ở tại Gaza không còn người lãnh tụ. Đi rồi, chính thức đã đi, công nhận đã đi rồi. Đó. Ngoài cái vấn đề mà chùm chuột cống đi thì họ đã khám phá ra một cái kho hầm vũ khí và chế tạo vũ khí. Một kho hầm rất là lớn. Họ đã nhiều phóng viên báo chí được phép xuống dưới quay trực tiếp và được loan tả cả hình ảnh. Trong cái kho hầm này nó có một cái kho chứa vũ khí, đặc biệt trong đó phần lớn là vũ khí của Iran. Vũ khí của Iran. Và đặc biệt hơn nữa là ngay chăng tại đó họ chế tạo những loại quả tiễn khô khét luôn. Wow. Ê, đừng có tưởng đánh giá chuột cống dở ta. Mấy chuột cống như vậy mà nó có nguyên một cái văn phòng chế tạo luôn. Theo những cái thiết bị, những cái đề đồ còn ở lại là biết đây là cái nơi chế tạo những loại khô khét. Mà nguyên không ngờ luôn. Chúng ta đã đánh giá thấp cái khả năng sản xuất của lực lượng Hamas. Và đây là cái bước ngoặt rất là lớn trong cái giai đoạn cuối. Trong cái bối cảnh mà chúng ta đã thấy rõ được cái khu vực ở tại Trung Đông ngày hôm nay và ở khu vực Gaza thì cái cuộc chiến nó đã hình như đã kết thúc. Vì những trụ sở quan trọng của chuột cống đã bị phanh phui hết. À, không còn có gì để nói. Hôm nay thì giữa Lebanon và phía bên Do Thái khá là lắng động, khá là nhẹ nhàng. Nhưng giữa người dân Palestine và người dân Do Thái thì lục đục không ngừng. Và cái điều đó nó phức tạp, khó và giải quyết. À, nhưng bữa nay đây là hai bản tin nóng ở tại Trung Đông mà Nguyên đưa ngắn gọn thôi, vì Nguyên chú tâm là Đài Loan. À, bữa nay chúng ta nói về Đài Loan nha. Chúng ta sẽ nói rất là nhiều về Đài Loan trong những cuối chương trình. À, các quý vị cũng biết là Đài Loan đang sắp sửa bầu cử. Và Đài Loan bây giờ tranh cử một cách nảy lửa mà rất là vui các quý vị. Các quý vị phải coi nó thực tế, các quý vị nào người Việt Nam chúng ta đó mà có đài đó. À, có đài, coi đài được qua Đài Loan đó. À, rất là vui coi người ta tranh cử, rất là vui, nó nhộn nhịp vô cùng. À, người dân Đài Loan đi qua chợ, đi gãi truyền đơn, kêu gọi, cầm lo vậy nè, cầm lo kéo kéo đó. Vừa đi vừa kêu, ê, 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 bà con cô bác ơi, đừng tin những gì Cộng sản nói. Rồi đi kêu gọi, đi gửi kiện đơn, kêu gọi người ta nhớ đi bầu cử nha chị, chứ nó bầu cử nha chị. Nó vui lắm, nó cái hình ảnh đó Việt Nam chúng ta một ngày nào đó nó có chắc nó vui lắm. Vì Việt Nam chúng ta nó không có một cái sự thúc đẩy, mà bên nào cũng vậy. Đảng nào cũng đi xuống đường, đi gãi truyền đơn, còn tặng bánh, tặng kẹo nữa. Ê chị nhớ đi bỏ phiếu cho tụi em nghe chị. Đó, năn nỉ dân dễ thương lắm. Năn nỉ dân dễ thương lắm, cho kẹo, cho bánh. Ôi nhớ bỏ phiếu nha, ông này tốt lắm, bà kia tốt lắm. Nó là cái sự bầu cử, rồi tổ chức meeting, rồi trời, có thể nói là hiện bây giờ người dân Đài Loan xôn xao. Xôn xao hết. Đặc biệt là Nguyên thấy cái vận động của họ, cái chỗ nào đông người là họ vận động, đảng nào cũng vậy. Có thể là bởi vì Đài Loan đang ở trong một cái giai đoạn bầu cử và càng ngày vài ngày nữa. Nhưng Đài Loan đang ở trong một cái bầu cử không đơn giản. Không đơn giản, đây là có thể là bầu cử lịch sử của Đài Loan. À, nó không giống như những cái bầu cử trong quá khứ. Những bầu cử trong quá khứ nó không bị cái sự đe dọa nặng nề như vậy. Những bầu cử trong quá khứ nó không có sự việc xâm nhập thao túng của Trung Quốc như vậy. Tới mức độ mà ngày hôm nay, lúc nãy mà chương trình đó, Nguyên đang coi một bài phóng sự ở tại của Pháp. Và cái anh phóng viên nhà báo của Pháp, anh ta đã làm một bài phóng sự lịch sử chưa bao giờ có. Có phải nói là một bài phóng sự lịch sử chưa bao giờ có. Và anh ta đã phỏng vấn ông này. Ông này thì nếu mà người dân Đài Loan sẽ biết ông ngay lập tức. Và anh phóng viên báo chí của Pháp, anh ta đã ở Đài Loan khoảng tầm mấy năm để thực hiện cái bài phỏng vấn hoàn chỉnh về cái xã hội sau lưng bức màn của những nhóm này, đặc biệt là Trung Quốc như thế nào.
Và Nguyên muốn chia sẻ với các quý vị cái thao túng của Trung Quốc trong cái bầu cử ngày hôm nay. Trung Quốc không phải chỉ có làm áp lực về quân sự không, mà Trung Quốc còn đi loan vào trong, đặc biệt là trà trộn trong tội phạm. Cho Nguyên cập nhật một chút xíu những bản tin cũ để cho các quý vị biết cái áp lực, đặc biệt là gần đây nhất là người ta nói rất là nhiều, đó là ba chiếc khí khinh cầu của Trung Quốc đã bay trên bầu trời cái Đài Loan trong cái giai đoạn gần bầu cử để đe dọa, vì khí khinh cầu là người dân họ nhìn thấy được hết. Máy bay bay ngang một cái thì người ta đã quên, nhưng khí khinh cầu nhiều khi nó ở trên lân lửng ở trên bầu trời đến 3-4 tiếng đồng hồ. Và đó là cái áp lực. Ngoài ra thì nó không ngừng áp lực những máy bay phi cơ chiến đấu tàu bè thường xuyên, rồi áp lực qua những cái truyền thông báo chí của Trung Quốc. Nhưng cái đáng sợ nhất đó là fake news, đó là tin giả. Tới mức độ mà bây giờ là ứng cử viên của Đài Loan họ không biết đâu thật đâu là giả. Tới mức độ như vậy. Có nghĩa là những cái bản tin nó đưa ra nó làm giả mạo chính phủ. Nó giả mạo chính phủ, nó thể nó cái ngày bầu cử camera nó sẽ tắt hết. Cái ngày giờ bầu cử nó bữa đó ngày đóng chỗ kia đóng. Tới mức độ nó loan tỏa ra khắp nơi mạng xã hội của Đài Loan, nó tấn công, nó thể nó là mấy ngày hôm nay Trung Quốc nó dùng truyền thông, nó dùng tin giả, nó tấn công tất cả tê liệt vấn đề truyền thông của Đài Loan hết. Tới mức độ bây giờ người ta nói là dân bầu cử, tới mức độ mà không biết cái gì bây giờ tôi phải bầu cử sao trời, họ phân vân tới mức độ đó. Có nghĩa là chính bản thân của họ bị hack, nó bị làm cho người dân Đài Loan, những cái bản tin nó được loan tỏa ra sắp những ngày bầu cử, nó làm cho người ta bị ảnh hưởng tâm lý và người ta không biết đâu là thật đâu là giả, tới mức độ như vậy. Và sự thao túng khi lúc đó thì cái đảng của bà Thái Anh Văn đã bắt đầu có cái dấu hiệu rất là tốt trong những ngày cuối bầu cử. Cái khảo sát cho biết là cái đảng bà Thái Anh Văn đang dẫn đầu, là cái đảng đang chống đối Trung Quốc. Thì càng cái đảng nó càng được cái khảo sát tốt thì bắt đầu Trung Quốc càng có những áp lực mạnh mẽ hơn qua nhiều hình thức cụ thể. Theo cái bài phỏng vấn của anh người Pháp, phóng viên Pháp, thì anh ta đã được phép phỏng vấn và anh ta đã đi sâu vào trong, thì anh ta đã hiểu rõ được là cái mặt trái của xã hội, vì đất nước nào chúng ta cũng có hai mặt, mặt của chính phủ, mặt trắng, mặt của xã hội đen. Vì mặt trái của đất nước Đài Loan bị Trung Quốc thao túng nặng nề, và Trung Quốc đang còn có một cái âm mưu đáng sợ hơn. Để chắc quý vị phải nghe, người người Đài Loan phải nghe cái này nè. Anh ta nói là Trung Quốc còn một cái âm mưu đáng sợ hơn, đó là nuôi dưỡng xã hội đen để dùng xã hội đen tấn công vào những người dân ở những cái ngôi làng nhỏ, những cái nơi mà chính phủ địa phương không có đủ khả năng bảo vệ, uy hiếp họ để bỏ phiếu cho cái đợt này, bỏ phiếu cho cái đợt này, bỏ phiếu cho cái đảng thân Trung Quốc. Và nếu sau này Trung Quốc muốn xâm lược Đài Loan thì họ sẽ dùng cái lực lượng mà họ đã gài đặt qua cái đường dây mafia để mà chuẩn bị lót đường cho lực lượng quân đội Trung Quốc vào, cũng giống như giữa Nga và Ukraine như vậy, khu vực Donbass. Trước khi Donbass đòi độc lập và trước khi lực lượng Nga vào thì Nga cũng đã dùng cái chiêu bài y như vậy. Và Đài Loan ngày hôm nay đang rớt về cái tình trạng y hệt giống như là Ukraine. Cái bài phân tích của anh rất là dài, cái bài tài liệu của anh rất là dài, anh phỏng vấn mấy chục người nổi tiếng trong cái xã hội đen và nó đã xảy ra rất là nhiều sự việc và những bằng chứng cụ thể anh được nêu lên. Cái ông á, mà cái vui này nè, cái ông này nè, ông này là ông trùm mafia nha. Cho Nguyên đưa cái hình ông lại. Ông này ông phỏng vấn của anh báo chuyên báo chí của Pháp, ổng chấp nhận phỏng vấn, ông này ổng chấp nhận phỏng vấn. Sau phỏng vấn 3 ngày ổng đi vào tù lại rồi. Hiện bây giờ ông này ổng đang trong tù. Và nhờ cái bài phỏng vấn của ổng với những cái tiết lộ sự thật của ổng, nó mới đáng sợ vô cùng.
nó đáng sợ vô cùng. Và ngày hôm nay chúng ta đã thấy rõ được là Trung Quốc đã sẵn sàng nhiều kịch bản để nuốt Đài Loan. Và Trung Yên nhắc lại cái bài phát biểu của ông Tập Cận Bình là thống nhất Đài Loan, không từ bỏ mục tiêu năm 2024. Có nghĩa ông ta đã quy định trong giai đoạn 24 rồi. Và ngoài vấn đề đó thì Trung Nguyên nhắc lại là vấn đề quốc phòng của Trung Quốc đã thay đổi rất là lớn trong thời gian gần đây. Những kẻ chống đối Tập Cận Bình đã được thay đổi hoàn toàn. Tất cả những ai chống đối ông Tập trong lãnh vực quân đội, ông thay đổi hết, ông đuổi hết. Ông giữ những người chỉ có biết vâng lời. Và cái bầu cử của Đài Loan có thể đây là cái bầu cử lịch sử của họ. Nếu đảng bà Thái Anh Văn thắng thì chúng ta sẽ thấy một cái sự trực tiếp đe dọa của Trung Quốc, cũng có thể một trực tiếp quân sự trực tiếp. Có thể có một sự trực tiếp quân sự. Nếu mà cái đảng thân Trung Quốc thắng thì Trung Quốc sẽ dùng ngoại giao chính trị và để nuốt trọn Đài Loan mà không cần tốn một binh một chốt. Không cần tốn một binh một chốt mà Trung Quốc sẽ dùng người Đài Loan để đấu với người Đài Loan. Trung Quốc sẽ dùng người Đài Loan đấu với người Đài Loan. Khi chính phủ thân mình, đảng mafia có mặt trắng, mặt đen, mặt nào tao cũng thao túng hết, thì tao không cần tốn một binh một chốt để tao thao túng đất nước và tao nuốt trọn đất nước. Nên định mệnh của Đài Loan nó thật năm 2024 nó khá là ảm đạm. Nó khá là ảm đạm các quý vị. Không biết cái nguồn tự do của Đài Loan nó còn tồn tại được bao lâu. Trung Nguyên nói Đài Loan là cái pháo đài cuối cùng để ngăn chặn sự bành trướng của Trung Quốc. Chúng ta đã thất bại tại Hồng Kông. Chúng ta đã thất bại ở tại Hồng Kông. Sự cách mạng đứng lên tuổi trẻ của Hồng Kông, sự biểu tình của Hồng Kông, đó là mưa làm gió. Tất cả mọi sự việc chúng ta đã thất bại và chúng ta đã thua. Phải nói thẳng một cái điều đó. Chúng ta đã thất bại. Hồng Kông đã không còn tự do nữa. Hồng Kông đã không còn tự do nữa. Hồng Kông ngày hôm nay không giống như Hồng Kông trong quá khứ. Và Đài Loan là cái bước kế tiếp. Đài Loan là cái bước kế tiếp. Đặc biệt là trong cái giai đoạn này nó khó, rất là khó xử. Bởi vì Đài Loan thực tế chưa có cái quốc gia nào ký cam kết với Đài Loan bảo vệ Đài Loan hết. Tất cả những cái lời nói chỉ là lời ủng hộ qua lời bằng miệng thôi. Chứ chưa có một cái quốc gia nào trên thế giới có một cái văn bản cụ thể. Nếu Đài Loan bị xâm lược thì Mỹ, Nhật Bản, Nam Hàn hay một cái quốc gia đó không có. Vấn đề mà kêu là có những cái lời hứa hẹn qua bằng lời nói thì có. Nhưng cái lời nói nó không có giá trị như bây giờ các quý vị. Thời bây giờ không còn quân tử. Các vị phải nhớ là ngày xưa mình, ông bà mình kêu là quân tử nhất ngôn là quân tử dạy. Mà bây giờ phải nói là quân tử nói đi nói lại là quân tử khôn. Nên là bây giờ cái lời nói nó không bảo đảm được cái gì hết. Anh không có bất cứ một cái văn bản nào, anh không có một cái hợp đồng nào, thì cái lời nói của anh nó vô giá trị. Nó vô giá trị. Đó là tuy rằng gần đây chúng ta cũng thấy là Mỹ cũng nỗ lực viện trợ Đài Loan. Đặc biệt là gần đây Mỹ cũng đã thúc đẩy cái gói trợ cấp và bán vũ khí cho Đài Loan khẩn cấp. Nhưng thực tế Mỹ chưa bao giờ cam kết nếu Đài Loan bị xâm lược, Mỹ đứng ra bảo vệ hết. Vì lợi ích. Vì hiện bây giờ Trung Quốc vẫn đem lợi ích cho Mỹ. Trung Quốc vẫn là cái đối tác hàng đầu của Hoa Kỳ. Và Mỹ không muốn xôn đột với Trung Quốc để mất đi cái lợi ích và có lợi cho những quốc gia khác. Nên là Mỹ vẫn dùng Đài Loan vẫn là cái vùng xám. Vùng xám. Mà bởi vì là cái vùng xám nên Đài Loan mới bị đe dọa. Và bây giờ trước khi tiếp tục chúng ta bài bình luận cho Nguyên hỏi. Theo cái nhìn các quý vị ở khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là mấy bác anh chị em ở Việt Nam, nếu Trung Quốc tấn công Đài Loan bằng quân sự, Mỹ có can thiệp không? Theo các quý vị là Mỹ có can thiệp hay không? Theo cái nhìn của các quý vị với cái bối cảnh chính trị, kinh tế ngày hôm nay, với cái tình hình căng thẳng, có mấy bác là có nhiều hơn không nha? Mấy bác có nhiều hơn không? Nhìn mấy bác bị cái này là chúng ta ở gần Việt Nam mà. Việt Nam liên quan Việt Nam mà, để về chuẩn bị đói. Có chiến tranh là chuẩn bị đói. Đừng có lo đói cả toàn cầu. Đói cả toàn cầu nên cũng không phải cái gì mà đói mình nên đâu các quý vị.
Và cảm ơn câu trả lời các quý vị, thì John Nguyên nói có khoảng tầm 65% mấy các quý vị, gần 60% mấy bác nói có và 40% mấy bác nói không. Có nghĩa là chúng ta có nhiều người đặt cái niềm tin đến Hoa Kỳ nhiều hơn. Cá nhân của Nguyên thì không, Nguyên không thấy là Mỹ sẽ can thiệp, đặc biệt là trong cái bối cảnh này. Lý do là tại sao Mỹ không có can thiệp theo cái nhìn của Nguyên nha. John Nguyên nói đây là cái nhìn cá nhân chứ không đại diện cho bất cứ một cái nào cả, cái ai cả, và cũng không có nghĩa là cái nhìn cá nhân mình là đúng. Lý do là bởi vì Mỹ đang gặp nhiều sự khó và Mỹ không muốn rớt vào trong cái giai đoạn bị kẹt, đặc biệt là đối đầu với một quốc gia cường mạnh giống như là Trung Quốc. Đánh với Trung Quốc không thể đánh một ngày một bữa được, nó không phải đánh thời gian ngắn được, nó phải đánh thời gian dài. Mà đánh thời gian dài với Mỹ với cái bối cảnh kinh tế bị khủng hoảng ở tại Trung Đông, khủng hoảng ở tại Ukraine, Mỹ sẽ không mạo hiểm, Mỹ sẽ không đặt cược cái sự mạo hiểm của quốc gia của mình vì một hòn đảo Đài Loan. Hỏi Mỹ có muốn viện trợ không? Mỹ muốn viện trợ nhưng viện trợ không được. Đài Loan không phải là Ukraine. Vì Ukraine có thể đi viện trợ bằng đường Ba Lan, Ukraine có thể viện trợ bằng những cái quốc gia đồng minh giống như là Romania, Ukraine có thể viện trợ qua Moldova, Georgia, những quốc gia. Nhưng Đài Loan viện trợ bằng đường gì? Khi xung quanh bị bao vây tàu chiến đấu, tất cả thủy lôi miền nó gài đặt hết, không quân máy bay trên bầu trời, viện trợ bằng đường gì? Nên bây giờ không viện trợ cho Đài Loan, cái ngày mà Đài Loan bị tấn công, viện trợ bằng đường gì? Cái điều đó là cái điều mà có rất là nhiều vị thượng nghị sĩ ở Hoa Kỳ họ đã nói. Bây giờ các anh không giúp Đài Loan, tới Đài Loan bị chiến tranh các anh chẳng bao giờ giúp được đâu. Bây giờ các anh không gửi vũ khí, các anh không gửi, mà khi Đài Loan đã bị tấn công các anh không giúp được. Nếu không có cuộc chiến tranh tại Trung Đông, nếu không có cuộc chiến tranh tại Ukraine, thì Nguyên tin chắc Mỹ sẽ vào cuộc. Nếu không có cuộc chiến tranh ở tại Trung Đông, không có cuộc chiến tranh ở tại Ukraine, thì Mỹ vào cuộc. Vì sao? Vì Mỹ sẽ vào cuộc với cái tâm thế là có đồng minh yểm trợ. Mỹ vào cuộc có tâm thế của đồng minh yểm trợ, và chắc chắn là sẽ có những quốc gia sẽ đứng về phía Mỹ, đứng về phía Mỹ để yểm trợ. Nhưng ngược lại ông châu Âu thì ông đã bị kẹt vấn đề ở tại Ukraine với Trung Đông rồi. Lúc đó là châu Âu họ biết là Mỹ không thể lo được nữa, họ phải chạy lo vấn đề của Ukraine, họ chạy lo vấn đề của Trung Đông, thì Mỹ sẽ rớt vào trong giai đoạn khó. Và giai đoạn khó không nghĩa là Mỹ thua, nhưng bởi vì cuộc chiến nó sẽ kéo dài. Mà các quý vị biết là người Mỹ mà kinh tế mà sụp đổ là người dân họ xuống đường biểu tình, họ đâu có chung với chiến tranh. Nên là đối với Nguyên, nếu mà không may trong cái giai đoạn này, trừ khi cái bầu cử năm 2024 có một vị tổng thống mới, có một cái đường lối chính trị mới và thế giới nó đi một cái giai đoạn mới, còn nếu không thì Nguyên thấy nếu mà giữ nguyên cái hiện trạng bây giờ, thì nếu Trung Quốc tấn công Đài Loan thì theo cái nhìn của Nguyên thì Mỹ cũng sẽ không vào cuộc. Nhật Bản vào cuộc hay không thì cũng không luôn. Mình nói thẳng luôn, Nhật Bản cũng không. Nếu Mỹ không vào, Nhật Bản không vào. Nếu Mỹ không vào thì Nhật Bản sẽ không vào. Nên là cái điều đó thì đang ở trong một cái giai đoạn khó. Và tất cả những sự quyết định của năm 2024 chúng ta đang ở gay cắn. Vậy thì các quý vị sẽ nói một câu: có liên quan gì với tôi, tao ở Việt Nam khỏe mà Nguyên. Đánh đi kệ nó đi chứ. Nó quýnh thì kể thằng Đài Loan với thằng Trung Quốc nó có quýnh với nhau mà sức đầu mẻo chán đi nữa, Việt Nam mình có ảnh hưởng gì đâu. Sẽ có rất là nhiều mấy bác suy nghĩ như vậy. Nhưng cho Nguyên nói một câu nhỏ nhỏ thôi nha, suy nghĩ đó là sai hoàn toàn. Đài Loan mà Trung Quốc đánh nhau nó cũng không phải là một ngày một bữa. Vì Đài Loan cũng đã chuẩn bị tâm lý. Đài Loan cũng phong phó yếu giống như các quý vị nghĩ. Đài Loan cũng sẽ kéo dài một thời gian khá dài trước khi Đài Loan thất thủ, mà có thể kéo rất là nhiều tháng, cũng có thể kéo rất là lâu, chứ không đơn giản là một hai bữa đâu. Mình nghĩ đừng có nghĩ Đài Loan yếu, không, họ sẽ có bại đó, nhưng thời gian rất là lâu. Cái thời gian đó kinh tế cả thế giới nó đối cái eo biển của Đài Loan là 75% hàng hóa trên thế giới vận chuyển, Biển Đông nó bị đóng không hoạt động được khu vực, chuẩn bị đi móc bọc ni lông mà không biết bọc ni lông có móc hay không. Mà nói ra nói lại thì Nguyên vẫn thấy Việt Nam mình hay các quý vị. Móc bọc ni lông vẫn sống được, chứ bên nước ngoài móc bọc ni lông là không sống được đâu nha. Mấy bác ở nước ngoài khi dễ Việt Nam, chứ bên Việt Nam người ta kêu là móc bọc ni lông.
vẫn sinh tồn được. Ở nước ngoài này bây giờ mà không có cái gì ăn mà móc bọc ni lông cũng không bán được cho ai bạc nào đâu nha. Việt Nam dĩ chứ móc bọc ni lông vẫn sống được. Thì nếu mà quả thật có cái cuộc giao tranh ở khu vực thì thực tế là chúng ta thật là xui, nó xui mạt nghiệp luôn. Nếu năm 2024 mà có chiến tranh nằm ngay chân Đài Loan và Trung Quốc thì nó xui, nguyên nó là không còn cái gì xu bằng nữa. Và lúc đó cái nền kinh tế nó chao đảo, tất cả sự phát triển của chúng ta nó sẽ bế tắc hết, không còn du lịch nữa. Các quý vị suy nghĩ về Việt Nam không còn du lịch nữa, không còn cái gì hết, cái gì nó cũng bế tắc, hàng quá không bán được, không đi đâu được hết, thì thế giới sẽ đi về đâu? Nên là đây là cũng là một cái con dao hai lưỡi. Trung Quốc cũng muốn nuốt Đài Loan, Trung Quốc phải chày da chóc dãy chứ không phải đơn giản. Nên là tại sao Trung Quốc nó còn do dự là vậy đó, vì nếu mà nuốt không được trọn vẹn mà nuốt nó bị có gai có gắt thì Trung Quốc cũng tổn thương nặng nề kinh tế, Trung Quốc phải mất nhiều hơn được. Đặc biệt là Đài Loan họ khôn, bây giờ cái tập đoàn công ty chip bán dẫn họ đã bán cổ phần cho Hoa Kỳ và nhiều quốc gia khác. Dù Trung Quốc có nuốt Đài Loan đi nữa thì cái tập đoàn công ty đó Trung Quốc cũng không thể nào lấy được. Đài Loan họ đã chuẩn bị cho những cái kế hoạch hậu thuẫn khi họ thất thủ. Đài Loan họ nhìn xa, các quý vị, họ nhìn xa, họ rất là nhìn xa, họ biết cái mối đe dọa họ, họ đã tính xa từng bước một hết. Nên là cái điều đó là cái điều mà Nguyên thấy vấn đề của Đài Loan ngày hôm nay, vì lâu rồi Nguyên cũng không nói sâu sắc về vấn đề của Đài Loan vì chúng ta đã bận nhiều cái bản tin khác. Sẵn tiện bữa nay Nguyên đang theo dõi cái bài phỏng vấn thời sự khá là hay, Nguyên lâu lâu rồi mới thấy là được người ta làm một cái bài phỏng vấn liên quan đến vấn đề của Trung Quốc và của Đài Loan như vậy. Đây là cái bài phỏng vấn đầu tiên trong lịch sử nha. Nguyên phải nói đây là cái bài phỏng vấn sâu sắc nhất đầu tiên lịch sử, và đã đi sâu vào trong cái bức màn đằng sau cái xã hội đen của đất nước Trung Quốc như thế nào, và nó xâm nhập Đài Loan ra sao. Thì Nguyên đã thấy cái chương trình nó hay hấp dẫn, thì Nguyên sẵn tiện có cái cảm hứng và muốn chia sẻ với các quý vị chi tiết cụ thể hơn về vấn đề Đài Loan. Chúng ta cầu mong cho là cái hòn đảo bé nhỏ Đài Loan đó, nó vượt qua được cái sự khó khăn, có thể là đầu năm 2024 đó, sẽ có những cái biến chuyển tốt, nó sẽ có những cái sự thay đổi tốt. Chúng ta nói gì chút xíu về Nhật Bản, nếu các quý vị hứng thú thì cho Nguyên nói chút xíu Nhật Bản. Chúng ta phải thông cảm Nhật Bản là như thế này, vì Nhật Bản đã quá lâu họ đã không đầu tư về khí tài quân sự, họ mới bắt đầu đầu tư trong thời gian gần đây có mấy năm. Sau năm 1945, chính phủ của Nhật Bản đã bị cấm vận, sau đó họ được mở cấm vận, mở cấm vận vấn đề vũ khí. Nhưng tâm lý của người dân Nhật Bản, họ không muốn có cái vấn đề đầu tư trong quân sự. Nhiều đời tổng thống vừa qua thì không có ông nào muốn đầu tư hết. Người mà có ý kiến đầu tư đó là cái ông thủ tướng vừa qua bị ám sát chết, là cái ông mà duy nhất có cái ý tưởng kêu gọi tăng cường quốc phòng, bảo vệ an ninh quốc gia, bởi vì cái tiềm đe dọa của Trung Quốc càng ngày càng lớn. Mà ông đó thì ông đã bị ám sát chết rồi. Và Nhật Bản mới bắt đầu, có thể nói là bắt đầu sợ hãi và bắt đầu đầu tư khí tài quân sự chỉ có vài năm nay thôi. Và bây giờ kêu Nhật Bản đơn độc đối kháng với Trung Quốc, Nhật Bản không đủ khả năng. Phải nói thẳng là như vậy, Nhật Bản không đủ khả năng. Khi lúc đó Trung Quốc họ đã chuẩn bị trên 50 năm các vì vậy. Nên là cái sự chuẩn bị của Trung Quốc cho cái cuộc chiến tranh lớn, nó họ đã chuẩn bị 50 năm. Khi lúc đó Nhật Bản thì họ mới chuẩn bị được vài năm nay, thì không thể nào đơn độc của Trung Quốc có thể đối kháng được với Tàu bây giờ cả. Nên chúng ta cũng không thể nào cho rằng là bây giờ nếu mà Nhật Bản họ không làm vì vấn đề an ninh khả năng của họ, phải chờ thời gian. Mà thời gian có ai cho mình không là một chuyện khác. Thời gian của ai cho mình không là một chuyện khác, đâu có ai đợi mình các quý vị. Thời gian không có ai đợi mình hết. Ai. Và một bản tin cuối cùng của Việt Nam ngày hôm nay. Để lấy cái bản tin của Việt Nam. Bên này thì Nguyên nói về Đài Loan, chứ Nguyên không hứng thú nói về Việt Nam, nhưng mà sẵn tiện cũng phải đi một dòng tin. Để cho mấy bác nói, Nguyên ơi, con phải đưa tin chút xíu về Việt Nam chứ. Ngon à. Đây, một tin chút xíu ngắn đó. Đây là cái khuôn mặt rất là dữ dằn
đó bị công an bắt nha, đây là bản tin liên quan đến một cái đường dây chị hai bảo kê cho xe tải. Bảo kê cho xe tải. Cái cô này là một doanh nhân thành đạt, có nhiều tập đoàn và công ty, đặc biệt là cô ta có liên quan đến báo chí và truyền thông. Thì cô ta đã thấy là xe tải, các quý vị cũng biết là phải nói là xe tải Việt Nam nó ngộ lắm. Xe tải Việt Nam, xe đò Việt Nam nó không giống như xe ở nước ngoài. Ở nước ngoài xe càng bự chạy càng chậm, xe càng nhỏ chạy càng lẹ. Ở Việt Nam thì khác. Ở Việt Nam xe càng bự nó chạy càng lẹ. Xe càng nhỏ nó chạy càng chậm. Ở Việt Nam là nói đúng theo là cá lớn ăn hiếp cá nhỏ. Xe bự là nó chạy nó dẫn là chuyến chuyến chuyến. Mày đi ga không? Mày đi ga không? Tao bự đó, ủi đó. Hè, tránh đường không? Thì ở Việt Nam nó là như vậy. Đúng không? Phải Nguyên nói có đúng không? Đúng nhận sai cãi nè. Xe Việt Nam là xe chở hàng nó chạy lẻ lắm. Mà nó chạy bán mạng luôn, nó bự mà, nó ỷ nó bự các quý vị. Nó ỷ nó nặng ký. Nó ỷ nó to xác. Còn xe gắn máy rồi xe hơi sợ, mỗi lần mà nó chin 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 là mình phải tránh đường cho nó thôi. Bởi vì nó đụng mình một cái thì sao? Thì ở Việt Nam nó ngược lại nước ngoài. Ở nước ngoài thì xe càng bự thì chạy càng chậm, chậm rùa, chạy bên lượn bên à. Còn nhiều mấy xe nhỏ nhỏ rồi xe mô tô rồi nó láng lách nó chạy dữ lắm. Thì mấy ông xe tải đó mà ông chạy bán mạng, mấy ông chạy nhiều khi vượt qua cái cây số cho phép, bởi vì con đường Việt Nam đó, nó có nhiều đường đó, nó chỉ có 50 cây số thôi. 50 cây số thôi, có nhiều đường 50 cây số thôi. Có những đường cao tốc bây giờ là được 90 hay 80, 70 gì đó, nhưng mà có nhiều đường chỉ có 50 mà mấy ông chạy lẹ vô cùng. Thì ông mới bị sai phạm do công an bắt. Thì cái bà này bà bảo ok, bà nói em quen biết nhiều, các anh cứ chạy đi, các anh cứ đóng tiền một người một cái chiếc xe cứ cứ 10 triệu, cứ đưa cho em 10 triệu chạy thỏi ga, nhấn hết ga đụng tối đa em bao trọn luôn. Có nghĩa là chỉ cần nộp cho bà một cái số tiền, rồi tài xế muốn lái bao nhiêu thì lái, bán mạng cứ lái, công an bắt thì cứ bắt, cứ đơn phạt cứ phạt, bả lo hết, bả bảo kê hết. Mấy ông xe vận tải khoái, vì cái số tiền nó 10 triệu nó cũng không phải là số nhỏ, nhưng mà mấy ổng không bị phạt là một thời gian ổng chạy lẹ được, ổng chạy được nhiều cuốc, ổng làm được kiếm được nhiều hơn, vì thời gian là tiền bạc mà vận chuyển nó quan trọng. Mấy ổng khoái các cái vậy, ông nào cả mấy trăm tập đoàn công ty xe cộ đầu tư cho bả, và bả đã kiếm lợi tới mấy tỷ về cái vấn đề bảo kê này. Thì gần đây công an bắt bắt bả về cái tội. Thì cái Nguyên hỏi là bắt thì cũng đúng rồi, bà chị này chị hai giang hồ bả bảo kê bả ngầu quá cũng đúng rồi. Nhưng mà bà giải quyết như thế nào? Vì cái người nào đã, khi cái anh tài xế sai phạm, công an lập biên bản rồi không bị phạt thì cái người không bị bắt sao ta? Ủa chắc như vậy? Vậy mấy ông công an kia không bị bắt sao? Cái người mà đưa cái văn phòng lập biên bản, đúng không? Thí dụ các vị anh công an lập biên bản, nó sẽ gửi lên tới một cái nơi hành chánh, cái nơi hành chánh mới gửi cái đơn về nhà chúng ta trả tiền. Bây giờ nó lên tới cái nơi hành chánh nó biến mất, cái anh lái xe bị phạt không bị phạt gì hết, ảnh chạy tiếp tục. Cái bà bảo kê bắt là đúng rồi, còn mấy cái ông lãnh tụ công an kia tại sao không bắt? Vì cái người không trả được cái hóa đơn là do công an quyết định, chứ đâu phải cái chị này chỉ bảo kê là chỉ cái cầm tiền thôi, nhưng chỉ bắt chị này thôi ấy, chỉ bắt chị này thôi. Còn công an thì đâu có bắt, phe ta mà bắt cái gì? Không lẽ gà nhà bắt gà nhà, phe ta thì sao bắt ai? Không lẽ ta tự bắt ta? Không lẽ ta tự bắt ta bây giờ các quý vị? Nên là bắt bà chị bảo kê thôi. Nhưng đâu phải là cái người bảo kê, bà chỉ là người trung gian thôi. Bà chỉ là người trung gian. Bả chỉ là người nhận tiền, chứ bả đâu phải là người ăn hết số tiền đó đâu. Bả chỉ là người trung gian, bả chỉ có là cái người, cái cầu bắt nối mà bả lấy quê hồng thôi.
bà kiếm được nhiều chiếc xe thì bà lấy được một chút xíu tiền, còn bao nhiêu tiền bà phải nộp lên trên. Ông trên là ai? Ông trên là ông công an. Ông trên là ông công an. Khổ thiệt. Đến tại sao Nguyên nói á, bắt tham nhũng Việt Nam ngày nào Nguyên cũng nghe tin là bắt tham nhũng, bắt tham nhũng, bắt người này, bắt người kia. Nhưng cuối cùng chùm cuối cũng là chính phủ. Cuối cùng các vị để ý đây, vấn đề Việt Á, chùm cuối cũng là chính phủ. Đúng không? Chùm cuối cũng là mấy ông bà chính phủ trong trong làm việc của chính phủ. Vấn đề giải cứu, chùm cuối cũng là chính phủ. Vấn đề đăng kiểm, chùm cuối cũng là chính phủ. Cuối cùng chúng ta phanh phui cho đã, cái người chùm cuối cũng là mấy ông ngồi trong chức vụ quyền lực. Khổ quá. Mấy khổ quá, bắt cuối cùng là mấy ông không à. Cuối cùng vòng vòng, cuối cùng mình nói cho nó đã, nói đông, nói tây, nói nam, nói bắc, nói cho đã hết người này kia, cuối cùng cái người chùm cuối cũng là mấy ông trong chính phủ chức quyền. Thôi, Nguyên ngừng chương trình này ở đây. Cảm ơn tất cả cô chú anh chị em, các bạn đã lắng nghe thời sự nóng bỏng của ngày hôm nay. Có những bản tin khá là đa dạng, trong đó có bản tin liên quan đến mặt trăng. Là bản tin đối với Nguyên nó cũng rất là quan trọng, vì Nguyên rất là thích những cái kiến thức và những cái sự việc. Đặc biệt là Nguyên muốn nghĩ rằng trong cuộc đời của chúng ta đó, cuộc sống của chúng ta ai sinh ra rồi cũng chết. Thực tế là như vậy. Và đặc biệt cuộc sống chúng ta nó có những cái đậm đà cuộc sống, cái là hương vị của cuộc sống, đó là do những cái sự việc, sự kiện nó xảy ra trong cuộc đời của mình. Nếu chúng ta sống một cách êm đềm, chúng ta chết thì cuộc đời chúng ta nó vô vị, nó không có cảm nhận. Bởi vì chúng ta không có những cái giai điệu của cuộc sống nó sôi động. Nhưng chúng ta may mắn thay là chúng ta sống ở trong một cái giai đoạn cuộc sống nó đang có thể nó là nguy hiểm. Nên đối với Nguyên á, chắc quý vị và Nguyên là những người nhân chứng của lịch sử. Và trong thời gian này chúng ta đã xảy ra rất là nhiều biến cố mà chưa bao giờ có trong quá khứ. Thí dụ là đại dịch bệnh, sau đó chúng ta có cuộc chiến tranh của Nga và Ukraine, chúng ta có cuộc chiến tranh tại Trung Đông, chúng ta có cái sự bầu cử tại Mỹ chưa bao giờ có với cái số 81 lá phiếu. Chúng ta có nhiều sự kiện trên thế giới chưa bao giờ có xảy ra cách đây cả trăm năm về trước, và bây giờ nó đã xảy ra. Và chúng ta là những người đang mở cái cuốn trang lịch sử mới. Và mong là các vị tiếp tục cầu nguyện, tìm hiểu những trang lịch sử kế tiếp trong những ngày kế tiếp. Bye bye cô chú anh chị em, cảm ơn sự hiện diện của các quý vị rất là nhiều. Merci beaucoup. Diều hâu kên kên và quả
ngày bình yên cả bầy được thả. Chàng về đây dành ngồi sâu xa. Thương con từng ngày lòng đông, mẹ bán con cho đời lạc dòng. Đường con đi xa xôi cội nguồn, đường mẹ đi ngút ngàn đường tên. Mẹ không cho rằng mẹ hy sinh, mẹ quên mau rằng đây hòa bình. Mẹ đã quen gian thương tội tình, bầy quả điên thêm quỷ thêm sinh. Mẹ nằm đây không nghe tiếng tung, mà vẫn con như trên bom đạn. Mẹ không tin tương lai tươi sáng, hay mẹ ngờ những đứa con hoang. Mẹ vẫn đi trong đêm không tan, ngày Việt Nam bóng tối lan tràn. Kể từ đêm quân gian chiến thắng, mẹ âm thầm bao ước mơ tàn. Mẹ vẫn đi quên từng ước mơ, còn lại đây là đời đời chờ. Chờ quả điên thương bầy trẻ hiền, chờ thiên đường trong lòng diêm vương.